Một trong những cái điểm cộng của các thiết bị smartphone Android đó là nó có kho ứng dụng Play Store vô cùng lớn, mà đặc biệt là phần lớn các ứng dụng trên Play Store lại là miễn phí. Chính vì thế nên người dùng khi mua về chúng ta có thể thoải mái cài bất kỳ những cái gì mà chúng ta muốn. Tuy nhiên thì nó cũng dẫn đến một cái vấn đề khá là đau đầu, đó là khi vào Play Store chúng ta lại không biết được đâu mới là ứng dụng chúng ta thực sự cần và liệu những cái mà chúng ta có nhu cầu nó đã là cái ứng dụng tốt nhất. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giúp các bạn giải quyết một trong những cái vấn đề đau đầu nhất này bằng một cái ứng dụng của bên thứ ba, đó chính là mạng xã hội ePlay. Đây là một mạng xã hội về game ứng dụng dành cho mọi người có thể thoải mái vào đây lựa chọn và tìm ra những ứng dụng tốt nhất và phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Và đương nhiên điều đầu tiên là phần mềm này cũng hoàn toàn miễn phí để cho các bạn có thể download về và nó hỗ trợ phần lớn các thiết bị smartphone Android chúng ta. Các bạn sẽ thấy đây là giao diện chính của cái ứng dụng ePlay. Nó trông khá là hiện đại bằng việc kết hợp những cái ô vuông và các hình chữ nhật với nhau, đảm bảo hai yếu tố là vừa tạo ra điểm nhấn trong thiết kế với nhiều gam màu sắc như là màu hồng, màu xanh và những cái kênh nổi bật. Bên cạnh đó còn kết hợp với những cái ứng dụng xuất hiện song song. Mà cái hay của cái này đó là mình chỉ cần vuốt ngón tay qua lại, mình lướt qua một chút là mình đã biết được đó là cái ứng dụng này nó nói về cái gì, nội dung chủ yếu nó ra sao, xem có phù hợp với mình hay không. Đương nhiên là có cả hình ảnh minh họa. Và khi mà mình quan tâm đến một cái mục nào đó, ví dụ như là mình quan tâm đến cái tựa game Football Manager này, bấm vào thì nó sẽ cho chúng ta một số thông tin như là một chút review ngắn gọn từ chính cái thành viên đã đăng và giới thiệu cái trò chơi này lên. Đương nhiên là nó cũng báo cho chúng ta biết là đây là một trò chơi miễn phí hay là trò chơi tính phí. Tại vì thực chất cái kho mạng xã hội ePlay vẫn download trực tuyến từ Play Store chứ không phải là một kho ứng dụng của bên thứ ba. Họ khá là quan tâm đến vấn đề bản quyền, vì thế nên tất cả game ứng dụng các bạn đều download thông qua Play Store mà thôi. Nhưng mà họ sẽ giúp các bạn đó lựa chọn ra ứng dụng nào phù hợp với mình. Ví dụ như ở đây nó phân mục là cái tựa game này trong phần thể thao, và các bạn có thể bấm vào đây để xem giới thiệu một chút. Đây là các cái đánh giá và giới thiệu từ chính cái tựa game này, và chúng ta có thể xem các screenshot trực tiếp. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi đến một số cái yếu tố khác mà tại sao mình lại thích cái mạng xã hội ePlay này. Đầu tiên mọi người sẽ thấy, ví dụ như là nó có một mục rất là nổi bật, top phần mềm game dưới 10 mê hot. Đây có thể xem là một cái kho tàng tuyệt vời đối với những bạn nào có một cái thiết bị smartphone giá rẻ chẳng hạn, không có nhiều bộ nhớ trong hay là cơ cấu hình của chúng ta thấp, thì nó sẽ giúp chúng ta liệt kê ra những phần mềm và game nhẹ nhất và bổ ích nhất cho mọi người có thể trải nghiệm. Và chúng ta sẽ kéo xuống, và những cái bộ game ứng dụng này sẽ được cập nhật một cách thường xuyên bởi chính các thành viên sử dụng cái ứng dụng ePlay của chúng ta, hay là họ sẽ có một cái tên riêng trên này được gọi là các guru. Ở cái menu bên trái sẽ mở ra cho chúng ta một vài cái tính năng hay như mục top, bao gồm những cái đánh giá hay nhất. Đánh giá hay nhất tức nghĩa là những game mà ứng dụng được người dùng review tốt nhất và tuyệt vời nhất. Nó chia ra như là trước đây trong vòng 1 tháng 30 ngày chẳng hạn, 7 ngày hoặc là 24 giờ qua những ứng dụng nào được đánh giá tuyệt vời nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có chuyên mục kênh hot nhất. Đây là cái mà mình thấy đáng giá và tuyệt vời nhất. Ví dụ như mình vừa mua Oppo Find 7, mình đang tìm những cái tựa game hay nhất để trải nghiệm trên nó thì như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có một mục riêng gọi là game tuyển chọn. Và khi bấm vào đây thì người dùng sẽ được liệt kê và giới thiệu cho mình những cái tựa game hay nhất và tuyệt vời nhất chúng ta có thể trải nghiệm và chơi trên đây. Bên cạnh đó thì các bạn đừng lo là nó sẽ quá lỗi thời với những tựa game cũ, tại vì có những game vừa ra mắt ngày hôm qua đã lập tức được cập nhật vào đây bởi chính các thành viên ePlay Team. Họ đã cập nhật vào đây cho chúng ta để trải nghiệm khá là bá đạo. Hay là bạn là một người muốn biến các điện thoại ta thành một cái ứng dụng, hay là bạn là một người yêu thích những cái ứng dụng độc và bựa, thì đây có hẳn một cái chuyên mục khá là vui vẻ này. Đây là các cái phần mềm sẽ biến chúng ta thành một chiếc điện thoại độc và bựa như thế. Và nó giúp chúng ta một cái công việc đơn giản nhất là không cần phải mày mò tìm vào từng ứng dụng trên Play Store và thử nghiệm xem là nó dùng có tốt hay không. Rất là mất thời gian, vì ở đây họ đã làm sẵn cho chúng ta hết rồi. Có cái app của người Việt, game ứng dụng hay, làm đẹp cho smartphone. Đây chính là những gì mà chúng ta đang cần. Và cái mà mình muốn chia sẻ ở đây nữa đó là guru xuất sắc. Đây là tên gọi riêng dành cho những cái thành viên mà đang cập nhật game ứng dụng cho chúng ta sử dụng hàng ngày, và nó cũng có thể chính là bạn, bằng cách là chúng ta có thể đăng nhập trực tiếp vào thông qua ba cái tài khoản chính ở đây, như tài khoản Facebook, tài khoản Google và tài khoản Yahoo. Thì các bạn có thể chia sẻ với mọi người là game ứng dụng nào mà mình yêu thích để đăng lên trên này, hoặc chúng ta có thể comment ở bên dưới góp ý kiến là trò chơi này các bạn thấy có đánh giá có tốt hay không và phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Đây được xem là một cái mạng xã hội để mọi người có thể trao đổi với nhau, chứ không phải đơn thuần là chỉ bạn vào download sau đó bạn quay ra. Thì cái ứng dụng này còn có hai cái mục rất là vui, đó là mục giảm giá. Mục giảm giá này sẽ là một cái mục rất là đáng giá đối với những ai mà hay mua game ứng dụng trên Play Store. Nó giúp chúng ta liệt kê như là ngày hôm nay có những game và ứng dụng nào đã được giảm giá khoảng bao nhiêu phần trăm, hiện nay mức giá còn bao nhiêu để chúng ta có thể truy cập vào và chúng ta mua cái sản phẩm này. Rất là tuyệt vời. Bên cạnh đấy còn có một cái mục đó là gợi ý cho bạn. Mục gợi ý cho bạn là một cái chuyên mục có thể nói là mang tính cá nhân hóa cao nhất trên cái phần mềm ePlay này.
Mỗi khi mà chúng ta mở một thiết bị ra thì cái mục này sẽ hoàn toàn khác nhau, chứ không phải tất cả các máy đều giống nhau. Tại vì nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái lời khuyên, những cái ứng dụng thông qua chính cái phần mềm có trong máy. Ví dụ như là mình được khuyên sử dụng cái phần mềm KMP Player, là một phần mềm chơi phim rất tốt trên thiết bị di động, và nó được gợi ý từ một phần mềm có sẵn trong máy mình, là phần mềm quay lại video màn hình. Khá là phù hợp đúng không? Rõ ràng khi chúng ta quay phim lại màn hình thì chúng ta cũng cần phải có một phần mềm tốt để xem lại cái bộ phim đấy chứ. Và đương nhiên là khi nó recommend như thế này, chúng ta đã giải quyết được một cái vấn đề quan trọng của mình. Đây là cái tính năng tạo ra sự khác biệt lớn nhất của ePlay. Nó mang tính chất cá nhân hóa cao để đảm bảo là trên thiết bị chúng ta sẽ có những cái điều rất là khác biệt so với những người khác. Và như vậy thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái video chúng ta chia sẻ nhanh về phần mềm ePlay, là một mạng xã hội di động dành riêng cho các thiết bị smartphone Android. Và vào đây các bạn có thể tìm kiếm được những nội dung phong phú nhất và mà các bạn đang cần. Hôm sau mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cách sử dụng nó trong từng chuyên mục và làm thế nào để tối ưu hóa trên cái thiết bị smartphone Android của bạn. Các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè. Link download là nằm ở bên dưới video. Các bạn hãy bấm vào trực tiếp ở bên dưới video này, sẽ có một cái link download cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.